Hôm nay là đúng là cô Thắm về làng đây. Nhà, nhà em cách đây xa không? Hả? Nhà em cách đây xa không? Khoảng 10 cây. 10 cây à? À hình như nhà em là bên huyện phải không? Ở thị trấn Tuần Giáo đúng không? À ừ. 6 thanh niên mới khênh được cái phần sườn, cái phần xương sống của con cấp trâu. Đừng ngoáy cho đến khi nó nguội. Thì những cái dạ dày và những cái lòng nữa được rửa qua ao này xong rồi mang về dùng nước ở bể nước giếng sạch rửa lại nhé các bạn nhé. Khúc này hơi nhiều. Tốt đấy. Chắc là nắng đấy. Khúc chủ lực đây rồi. Chào mừng tất cả các quý vị khán giả của kênh YouTube Dung Bà Than. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, mình lần đầu tiên đến với Điện Biên và đây là cái tỉnh Tây Bắc cuối cùng mà mình đến. Các tỉnh của Tây Bắc thì mình đều đặt chân đến rồi nhưng mà Điện Biên là cái tỉnh cuối cùng mà hôm nay mình mới có cơ hội để đến đây và lại có một cái dịp may mắn, đó là mình được chứng kiến một cái đám cưới của người Thái Đen ở trên này. Hiện nay thì mình đang có mặt ở bản Dẩn, xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên. Phía sau lưng mình đây là nhà của chú rể. Và các bạn thấy đây là những cái ngôi nhà sàn. Xung quanh đây đều là những ngôi nhà sàn, là những cái ngôi nhà truyền thống của người Thái ở trên Điện Biên này. Và ban đầu thì mình nhìn thấy nhà sàn của người Thái trên này cũng có một chút khác so với những nhà sàn người Thái ở bên Yên Bái. Thoạt nhìn thì mình thấy là những cái cột nhà trên này có vẻ là nhỏ hơn. Đấy là cái cảm quan ban đầu của mình, không biết là thực tế thì mình sẽ tìm hiểu cái này kỹ hơn. Còn ở phía bên này thì là gia đình đang mổ trâu và ở trong nhà kia thì mọi người đang mổ gà và mổ gan nữa. Chiều hôm nay thì mọi người sẽ chuẩn bị các cái lương thực thực phẩm cho cái lễ cưới chính vào ngày mai. Thì bây giờ sẽ mời các bạn cùng với mình để tìm hiểu một cái đám cưới của người Thái Đen ở trên Điện Biên này xem là có những cái điều gì đặc biệt nhé. Các bạn mời các bạn sẽ đi khám phá cùng với mình. Chiều nay thì mọi người bắt đầu mổ trâu và mổ gà, mổ lợn để chuẩn bị cỗ cho ngày mai nhé. Trước mặt các bạn đây là khoảng tầm gần 20 người mới có thể mổ được con trâu. Vì những cái cảnh mổ này thì cũng không được quay chi tiết nên là mình chỉ lướt qua cho các bạn xem để biết các cái công việc mà cần phải làm chuẩn bị cho ngày cưới. Ở trên này có làm món tiết hoa không hả anh? Dạ. Có làm món tiết hoa không? Có làm chứ. Tối mình ăn tiết hoa đấy. Tối sẽ có tiết hoa đúng không ạ? Dạ, vâng. Và nhìn màu nó đẹp quá. Nhưng mà em dùng tay ngoáy thôi. Ở quê mình là phải thế đó mới ngon. Chú rể đang đội lón đây phải không ạ? Chuẩn luôn. Đấy, chú rể làm trai như trai hà thôi. Đâu chú rể quay mặt đi, nhìn mặt chú rể tí. Chú rể năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú rể? Rể năm nay 25. À 25, 25 tuổi đẹp rồi nhỉ. Cô dâu bao nhiêu tuổi? Cô dâu 19 tuổi. Cô dâu 19 à? Quá đẹp nhỉ, đôi này này quá đẹp rồi. Mày lừa giỏi hết đấy nhỉ. Vót lại cái con. Với nhau có lửa giáp thôi. Cái tiết này là mình phải ngoáy liên tục thì nó phải đông đúng không anh? Vâng. Xong mình cho muối vào nữa đúng không? Vâng, cho muối. Vâng. Cho nó, mình cứ ngoáy cho đến khi nó nguội. À, lúc mới cắt rất nóng đúng không? Chắc nó phải 40 độ đúng không? Nó mà không nguội thì nó lại đông, mình không ăn tiết được. À, trâu đã được cắt tiết xong rồi, bây giờ mọi người sẽ mang ga ra để khò cháy thì để cạo lông, làm sạch và mổ. Những cái bước này thì trong một số video của mình đã quay khá là chi tiết rồi, mình chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy thôi. Vì những cái cảnh giết mổ này thực sự là không được phép quay chi tiết nên là các bạn thông cảm cho nhé. Trong lúc đợi mọi người mổ trâu thì mình sẽ đi nhanh để tham quan một số cái ngôi nhà sàn của người Thái ở đây các bạn nhé. Vâng. Cháu chào ông ạ. Và đây là một ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái ở đây đây. Đấy những cái cột cái xà là khá là cong. Đây những cái cột cong. Đấy.
Rồi. Đây cái cột này là cong nhất đây. Cái này rất cong luôn. Rồi. Ở cái phần gốc nó cong thôi, còn phần ở trên trên tầng thì nó sẽ thẳng đúng không? Đi trên đi. Vâng vâng, thế cháu lên xem một tí nhá. Vâng. Vâng. Giờ mình sẽ đi lên nhà xem cái không gian nhà người Thái ở bên này xem là như thế nào. Về cơ bản thì mình thấy cũng khá là giống với Yên Bái. Bàn thờ ở phía cuối nhà, ở phía bên tay phải này. Nửa phía sau thì để các cái giường. Còn khu phía trước này thì là khu sinh hoạt chung của các gia đình này, ăn cơm rồi tiếp khách. Vâng, thế thôi cháu xin phép ông cháu sang bên nhà chú rể để cháu quay không khí bên đấy tí. Vâng vâng. Vâng, cháu cảm ơn ông nhá. Vâng, đi sang kia. Vâng vâng, đi đường bên đây đầu này sang luôn được đúng không ạ? Ông sang được này. Vâng vâng. Đường từ nhà này sang nhà kia liền với nhau luôn các bạn ạ. Đây này, nhà bên này thì cột to lắm này. Nhà bên này thì cột to hơn. Nhà chú rể đây luôn đây đúng không anh? Anh Thành biết gỗ này gỗ gì không? Gỗ này là cái gỗ gì nhỉ? Cái này là gỗ này gỗ gì nhỉ? Tiệp nhỉ? Dạ. Gỗ này gỗ gì nhỉ? Gỗ thô lộ. Thô lộ đúng rồi đúng rồi. Thô lộ đúng không? Thô lộ. Thô lộ. Thế thì chỗ em hay gọi là thô lộ. Thô lộ. Khác nhau. Đấy các bạn thấy là cái điều đặc biệt là gỗ làm nhà sàn ở trên này đa số các cây đều cong. Thế nhà bên nhà chú rể này cột cũng cong và không đều lắm đúng không? Cột to cột nhỏ nhỉ? nhưng mà cái cột cong này mới thể hiện cái sự khéo tay của những người thợ trên này này. Bây giờ cái cột thẳng của dựng nhà dễ hơn, nhưng giờ nhiều cái cong này mà làm sao ghép để cho nó thành các cái vỉ nó thẳng này mới là khó này. Cái này khác món cong đấy. Ôi giời xoài rơi. Mình uống cong này. Rượu. Đây là rượu cho ngày mai đây hả cô? Vâng. Bao nhiêu lít rồi cô? 100. Ôi. Rượu như nước thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 can rồi cơ. 14 can nhân với 20 lít là 280 lít à? 280 lít. Chân này. Hôm qua thì mang đi tuần giáo 10 can này. À, mang sang bên nhà gái đấy ạ? À? Vâng, vâng. 10 can. 10 can. Đấy là thiếu. Đấy như là kiểu là lễ vật của nhà trai sang ấy cơ. À đến chiều nay thì nhà trai mình có sang bên nhà gái để lấy lễ không cơ? Lấy kiểu cái đồ sinh lễ cơ, như kiểu chăn gối các thứ ấy ạ? Có. À cũng có cái đấy đúng không ạ? Không có sang đấy để lấy được là phải uống rượu ở bên nhà gái mới được mang đồ về đúng không ạ? À đấy thì phong tục cũng khá giống với lại người Thái đen ở bên Yên Bái bọn cháu. Bên này thì các cô và các chị đang mổ gà và mổ gan. Các cô đã mổ gan chưa hay là toàn gà đây? Gà. Toàn gà. Mổ bao nhiêu con hả cô? 30 con. 30 con à? À tức là mình làm khoảng 70 mâm ấy thì là cứ một con hai mâm đúng không ạ? Vâng vâng. Cháu nghe thấy bảo cô dâu đang ở đây sao ạ? Cô dâu đâu ạ? Cô dâu đang nằm gà kìa. Cô dâu tầng cẩu rồi nên là chưa không khó nhận ra nhỉ? Cô dâu áo trắng hay áo đen đấy ạ? Cô dâu áo trắng à? Hơi tiếc một chút là mình đến muộn nên là các cái lễ thủ tục ở bên nhà gái thì đã làm xong rồi, đặc biệt là có cái lễ tằng cẩu cũng đã làm xong rồi. Và vừa hỏi lại thì là cái phần mà sang nhà gái lấy sinh lễ thì cũng đã làm xong rồi. Hôm nay thì chủ yếu là tổ chức ở bên nhà trai thôi, và mời họ hàng đến uống rượu chung chúc mừng thôi, còn hầu hết các cái phần lễ thì đã làm xong rồi. Mình sẽ đổi sang cái máy quay kia để các bạn nhìn rõ cô dâu hơn nhá. Anh biết là em hôm nay rất là bận nhưng mà có thể dành cho anh một vài phút anh hỏi một chút được không? Không trả lời á. Mệt à? Thôi mệt thì em có thể là con gà này nhờ chị này chị làm hộ cho. Anh hỏi mấy câu thôi. Đang xấu hổ thôi. Xấu hổ rồi.
Hôm nay là đúng là cô Thắm về làng đây. Nhà em cách đây xa không? Hả? Nhà em cách đây xa không? Khoảng 10 cây. 10 cây à? À hình như nhà em là bên huyện phải không? Ở thị trấn Tuần Giáo đúng không? À ừ, hôm vừa đấy hỏi cô, có cô bảo là hôm qua sang bên Tuần Giáo rồi, anh đoán vậy. Em chú rể giỏi nhờ. Ra thị trấn bắt được cô dâu rất là đẹp này, về thấy cô dâu đây. Ra thị trấn bắt được cô dâu về ấy, về bản luôn. Cô dâu rất là chăm chỉ. Còn tìm cho nó nói. Các anh ấy đã mổ xong con trâu rồi nhá. Bây giờ cái phần thịt của bốn cái chân và cái thân của nó sẽ được mang lên trên nhà để lọc ra. Còn cái một nội tạng của nó thì sẽ làm tại bờ ao này, cho nó có nhiều nước. Đặc biệt là tí mình sẽ quay món pịa cho các bạn xem là cách làm pịa ở trên này có khác gì với lại Yên Bái hay là Lào Cai mà mình đã quay nhé. Lào Cai làm pịa khác Yên Bái một kiểu nhé. Thì không biết là Điện Biên có làm khác không? Sáu thanh niên mới khênh được cái phần sườn với phần xương sống của con cấp trâu. Đấy là còn bỏ cái phần lặng ra rồi. Lặng nhất là cái bụng bỏ ra rồi. Mất tôi mua ăn phải. Cảm ơn, cảm ơn. Cô bán. Ta mới xe đi mất. Cô mất toàn thôi em. Đây, đây. Cô mất toàn đi. Đây, các anh ấy sẽ lọc thịt ở đây. Thì những cái dạ dày và những cái lòng được rửa qua ao này sau rồi mang về dùng nước ở bể nước giếng sạch rửa lại nhé các bạn nhé. Những phần này là phần quan trọng nhất của cái cỗ lòng của con trâu thôi, là những cái đoạn lòng mà dùng để lấy pịa đây. Mọi người hay gọi cái từ là bắt pịa. Nằm pịa tay bắt. Pịa ở trên mình này là nấu thành canh hay là làm nước chấm? Làm nước chấm. À, làm nước chấm à? Thế thì cũng giống bên văn bản Lào Cai. Dưới Yên Bái là pịa là nấu thành canh. Đúng rồi, nên mình mời ít anh em thì mình nấu thành canh cũng được. À. Nhưng mà nhiều thì nó cũng đủ, mình phải làm nước chấm. Làm theo kiểu nước chấm thì mình hòa thêm bột vào đúng không? Bột gạo vào. Không. Trên này có hòa không? Không hòa. À. Chỉ nó xà, này, tỏi, ớt gì, à, các gia vị. Vâng. Trên văn bản Lào Cai thì họ lại cho thêm bột gạo vào để cho nó sánh hơn đấy. Ừ. Cái này không cho máy thịt trâu, thịt bò không có làm pịa nữa, anh em nó không kêu nữa. Kêu ầm lên. Chỉ cần một chút hương vị thôi, nhưng không có là không được. Đúng rồi. Này, bên trong cái dạ dày của con trâu các bạn xem như là một cái tấm chăn nhung luôn. Đây, pịa chú mang về đây. Giờ chú sẽ làm luôn chứ? Vâng, đi bắt luôn. Làm luôn cho tươi. Mày. Giờ chúng ta sẽ đi xem chú ấy vắt pịa nhé. Món pịa này thì, món pịa Tây Bắc này thì rất nhiều các bạn ở các nơi có nhiều ý kiến khác nhau. Thì thực sự, mình ở đây thì mình cũng thưởng thức rồi, mình cũng chả biết là như nào cho nó đúng, nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó mà không thể thiếu được trong cái đời sống ở trên này rồi. Dù có thể là quan điểm của các bạn là không thích nó hay như nào đó, nhưng mà đối với người Tây Bắc thì nó không thể thiếu được. À, mang hẳn lên trên này. Qua đây á. À đây, cả đầu trâu cũng đang ở đây đây. Này lưng một chậu pịa rồi. Như cái này là mình lấy chuẩn hay là lấy hơi già hay hơi non đây hả chú?
cây lấy hơi non rồi. Như này là hơi non đúng không? Thường thường đi thoảng thế họ còn lấy thêm vài cái đoạn to to vào. Vâng. Đây già quá rồi. Nó có mùi chứ không? Hoặc là sán. Má có muốn khăn nào mà mình mới giải cái cậu? Có khăn chú nó còn ta hướng khẩn thân. Vì này mất suối pin á. Ta thập tư đoạn. Nó xuống chuyện. Và chuông sẵn như vậy. À, lại dồn sang xô chứ không dồn sang chậu nữa ạ. Dồn dạ. Em ở bên xô. Em ở bên Yên Bái. Yên Bái ạ? Vâng. Bên đây chắc hơi lâu ngày rồi. Không ạ. Hôm nay là lần đầu tiên em lên Điện Biên luôn ấy. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Điện Biên. Thăm mấy lần rồi. Không ạ. À mình dồn từng đoạn một. Dồn từng đoạn một cho dễ. Bước đầu lên Điện Biên, mai kia lên đúng lịch sử Điện Biên luôn, lên thăm lịch sử Điện Biên. Cái món pịa này thì làm cũng khá đơn giản thôi chú nhỉ. Mình đầu tiên là mình lấy cái ấy ở bên trong ruột này nó đúng không? Vâng. Rồi là cái thức ăn mà nó tiêu hóa chưa hết đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Sau rồi là mình lọc. Mình bỏ những cái, có khi là nó có rác cỏ thì mình bỏ đi không? Vâng. Thế còn xong là mình cho gia vị và mình nấu là xong đúng không? Vâng. Gia vị ở trên mình thì nấu có những cái gì chú? Lá chanh nè, tỏi, rừng nè, xà nè. Đá chanh này. Rồi ớt các thứ. Ớt rau thơm đầm, rau thơm đầm, vâng. Chớm. Vâng. Đây là ở Điện Biên và Sơn La thì đều à Lào Cai thì đều dùng pịa này làm chấm chấm thịt luộc, chấm thịt luộc với lại cả là lòng lòng phèo luộc đúng không ạ? Vâng. Ở bên Yên Bái mình thì chủ yếu là làm canh là chính. Bên Yên Bái thì nó là này băm thịt vào. Cứ đúng rồi. băm nhân vào. Băm nhân vào để nấu lên vâng. Vừa canh vừa có nhân luôn như vâng. Kiểu làm bịa dê ấy. Đúng rồi, kiểu như thế, làm đúng như kiểu làm bịa dê ấy, làm theo kiểu đó. Chứ không hay để chấm. Đúng. Nhẹ được quá, xảy ra chuyện trúng. Ăn đang đúng ở đâu vậy? Khúc này là nhiều. Tốt đấy. Đây chắc là lắng đấy. Khúc chủ lực đây rồi. Thôi đây. Tông đây. Hả? Thu hắn. Ừ. Uống mới dọn điểm chắc phải mới dọn. Điểm mẹ uống quá nè. Mẹ uống mà ông phải điểm khóc. Đây là pịa nguyên chất đây. Chưa, chưa pha chế một cái gì. Chỗ này là được khoảng 5 lít rồi. 4 lít rồi. Thế thêm gia vị mì muối vào nữa nó khá nhiều ra. Thêm gia vị mới pha chế là sao làm đủ được cho 70 mâm cỗ mâm nào có bát pịa không là tịnh nhau. Ăn cỗ là mất ngon đi. Mình thêm nước vào. Đấy, bảo các chú là làm nào làm mâm nào cũng phải có.
Xong bảo hôm nay đến không có pịa là bảo là hôm nay chưa được ăn thịt trâu. Có thịt trâu, thịt trâu, thịt bò thì không có năm pịa thì nó mất ngon. Mất ngon. Có người á đi lấy thịt trâu ấy, nó bỏ không được năm pịa, nó bỏ luôn. Kiểu, bỏ không ăn nữa, tự ái. Kiểu, ở trong bàn mổ trâu ấy, rồi. Nó được chia không đều ấy. À. Thiếu không có phần pịa của mình đâu. Cái món này là đi xa nhà như kiểu đi Hà Nội đi đâu lâu được ăn là nhớ lắm ấy nhỉ? Thèm lắm. Thèm lắm. Còn em lúc nào về hoặc là người nào về còn gửi pịa. Gửi pịa từ đây xuống. Từ đây xuống xuống ăn là. À. Cứ kiểu là đi làm 7-8 tháng hoặc 10 tháng mới về cơ mà. Vâng. Nó đúng. Thèm quá còn mình ai nó, về còn mua. Nó đúng là nó thành hương vị quê hương rồi đấy. Thôi, tí mới bảo các ông kia thêm gia vị mì với. Phần sơ chế như thế nào ok. À, không phải lọc đâu đúng không? Cái này chắc là nó nhuyễn thì không phải lọc. Vâng. Vâng. Cứ đấy cứ loại quán già già nó thì lọc. À, mình lấy đoạn già nó còn cái sơ cỏ thì mới lọc đúng không? Còn đoạn này nó còn bột. Còn bột. Vâng. Các bạn ơi, vì là ở đây mở nhạc nên là mình không thể thu âm được. Nên là các bạn nào mình không thu được âm thì mình sẽ ghép phụ đề cho các bạn xem nhé. Đây là đã xong rồi đây đúng không? Xong rồi, ngon lắm. Vâng, ngon lắm đây rồi. Cũng là hay coi đấy. Đây, cô bổ sung thêm lá chanh tươi vào pịa. Lúc đầu là mình nấu lên là nó không thơm mấy nhỉ? Không thơm, nó thêm từ nó không thơm lắm. Vâng, rồi mình phải cho thêm một ít lá chanh tươi vào trên mặt nữa. Nó mới thơm. Nồi pịa thất thánh đây. Cái nồi này nói thật với các bạn là trên Tây Bắc nó là quý nhất trong mâm cỗ đấy. Cái này không điêu một tí nào đâu nhỉ, cô nhỉ? Mọi người quý nhất cái nồi này, bây giờ mà đổ cái nồi này phát là đám cưới mất vui luôn.